Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2018, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Về phần nghiệp thì chúng ta đã đi qua cái khái niệm về nghiệp, chúng ta cũng đi đến cái phần phân loại về nghiệp. Trong cái phân loại về nghiệp đó thì chúng ta có chia ra phần thứ nhất mà chúng ta đi qua rồi đó là nghiệp chia theo cái vấn đề đạo đức tâm linh, tức là nghiệp sẽ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Ở cái phần thứ hai nữa là chúng ta phân theo nghiệp theo nơi cái quả mà nó đi tái sanh, tức là theo nơi mà nó thọ nhận cái quả nghiệp. Thì khi mà thọ nhận cái quả nghiệp đi tái sanh á thì chúng ta chia ra hai phần cho dễ nói. Cái phần thứ nhất là chúng ta nói về tam giới, tức là do chúng ta đó là gieo những cái nhân thiện nào mà chúng ta sẽ tái sanh về cõi dục giới, tái sanh về cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và cái phần thứ hai là để cụ thể hơn về cái việc mà chúng ta tái sanh theo các cái cõi giới đó, là chúng ta chia nó ra theo cái cảm thọ. Cái cảm thọ đó là chúng ta đó là chia ra những cái chúng sinh mà khi tái sanh lại đó thì rơi vào các cái cõi khổ. Rơi vào các cõi khổ có nghĩa là những cái chúng sinh mà khi sinh ra trong cái cõi này đó thì thấy khổ là chiếm cái phần lớn rồi. Mà cái phần vui đó thì nó hiếm hoi lắm. Thì cái cõi khổ đó thì gồm có bốn loại: súc sinh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Và cái phần này đó là cái phần mà cực kỳ gần gũi với những cái chúng sinh mà thuộc về nửa lạc nửa khổ là con người. Và con người đó là ở vào cõi nửa lạc nửa khổ đây. Và khi cái con người mà thân quải mạng chung rồi đó thì cái con đường mà đi xuống bốn cái cõi khổ này đó nó nhiều và nó đông đảo hơn là cái con đường tái sanh vào cõi nhàn. Cõi nhàn này đó thì tức là nó là sáu cõi chư thiên dục giới. Tái sanh vào đây rất ít. Còn cái cõi gọi là nhàn tịnh á thì nó có 20 cõi trời. 20 cõi trời. 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Thì cái này chỉ để dành cho những cái bậc mà tu thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới mà thôi. Thì như vậy đó, chúng ta đang học cái phần là bốn cái cõi khổ mà chúng sanh khi làm người chúng ta đây nè. Hiện tại chúng ta mang cái thân người đây thì cái người chúng ta có nửa lạc nửa khổ. Thì khi thân ngoại mạng chung, xin nhắc lại, con đường đi xuống bốn khổ cảnh này nhiều hơn là con đường ở cái cõi nhạc. Điều thứ nhất khi chúng ta kiểm lại đó, về năm giới đó, thì giới thô mà chúng ta không phạm thì giới tế chúng ta phạm bao nhiêu? Thì chúng ta biết rằng là chúng ta ra sao. Và hiện tại trong cái đời sống gia đình xã hội chúng ta hiện tại đây đó, cái gì mà chúng ta đã nặng lòng nhất? Sự hưởng thụ của chúng ta, cái gì làm cái khuynh hướng, làm cái thói quen thân thiết nhất, không có thể từ bỏ được, thì hãy kiểm soát hai cái yếu tố đó để chúng ta hiểu rằng khi cái giờ lâm chung mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta sẽ đi theo những cái khuynh hướng của mình đó. Những cái mà cái thói quen chúng ta trong cái hiện tại đây, những cái khuynh hướng đó, những cái mà chúng ta hành xử hàng ngày đây, thì những cái đó là cái con đường đưa chúng ta tới cái cõi khổ. Như chúng ta học về cái phần cận tử chúng ta biết rồi. Và như vậy lần trước thì chúng ta đang nói tới cái súc sanh. Thì cái súc sanh đó là đầu tiên đó, là khi những cái chúng sanh mà cái lúc mà cận tử đó, để mà đưa mình tái sanh vào cõi súc sanh đó, đầu tiên nó bị cái hôn ám nó che qua. Nó che cái đã, đưa đi tới súc sanh. Rồi trong cái súc sanh đó, cái hôn ám nó đứng hàng đầu. Rồi là nó có thể đó, là trong những cái phần đó đó, nó đi tiếp theo trong cái phần đó đó.
là khi cái chúng sanh này mà tái sanh vào cõi súc sanh thì nó cực kỳ đa dạng, đa dạng vô cùng. Thì cái đa dạng đó là do khi mà cái tâm mình nó bị ngăn che trong cái bóng tối đó, thì tất cả những cái khuynh hướng sống của mình á là do cái tâm của mình vẽ dời ra. Nhất là những cái tham muốn của mình á thì nó vẽ dời đến cùng tột. Cho nên mỗi một cái chúng sanh ở trong cái cõi mà của cái súc sanh này đó là cái hình dạng nó hoàn toàn khác nhau, và phước báu của nó cũng khác nhau. Và những cái chúng sanh trong cõi súc sanh này nó có thể sinh ra dưới dạng là noãn sanh, dưới dạng là thai sanh, dưới dạng là thấp sanh và dưới dạng là hóa sanh. Nó đầy đủ hết tất cả các loại hết trong số đó. Thì những cái phần mà chúng ta đang nói về cái phần súc sanh đó là chỉ đưa ra những cái tiêu biểu thôi. Cái tiêu biểu bởi vì đây là những cái loài mà phải nói là nó thuộc vào là những cái loài mà mạnh nhất, mà nó có cái ảnh hưởng lớn lao trong cái giới mà bàn sanh của nó nhiều nhất, cho nên là chúng ta kể rất là tiêu biểu, chứ còn cái chi tiết thì không thể kể được. Nó thực tế nó đa dạng vô cùng. Thì ngày nay đó là những cái phim ảnh có thể cung cấp cho chúng ta, khi chúng ta coi những cái phim về thế giới động vật, thì khi mà chúng ta coi những cái đó thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu được những cái chúng sanh đó về cái đời sống nó sống làm sao, cái năng lực của nó để bảo tồn cái đời sống nó làm sao, cái khuynh hướng mà nó thọ nhận trong cái đời sống này sao, ứng xử sao, thì trong cái thế giới động vật đó thì mình có thể tìm hiểu để mình biết. Thì mình sẽ có nhận ra được những cái điều sau đây. Thứ nhất á, là trong cái thế giới của súc sanh này đó thì cũng có những cái loại súc sanh nó rất là giỏi, giỏi vô cùng. Và cái trí mà thuộc về cái thông minh thế gian mà nó tạo dựng được, nó vẫn có thể duy trì được. Cái nữa là trong cái thế giới của súc sanh này đó là nó vẫn duy trì được một cái đặc điểm mà cái tánh thiện của nó khởi sanh đó là nó có tình, có nghĩa. Nó có cái trung thành và nó có cái trung hậu của nó, chứ không phải là cái loài thú mà hoàn toàn sống theo những cái bản năng thấp hèn cả. Và cũng có những cái loài thú đó chỉ sống trong cái bản năng thấp hèn của mình thôi. Thì tất cả những điều này đó đều chúng ta đều có thể nghiệm thấy. Ngay cả làm con người mà có những người cái khuynh hướng thấp hèn của họ vẫn rất là mạnh, chứ không phải riêng trong cái loài thú. Thành ra không phải cái loài thú là nó thấp hèn ở cái chỗ là cái khuynh hướng nó thọ hưởng thấp hèn, nhưng nó ở vào thấp hơn con người bởi vì cái trí nó bị che. Chị hiểu chưa? Thấp hơn con người nằm ở chỗ đó. Và vì vậy đừng bao giờ có cái khuynh hướng rằng là mình sẽ tái sanh làm cái loài súc sanh nào đó mà mình thấy rằng cái loài đó nó sung sướng hay nó giỏi giang hay nói gì đó, thì cái đó là chỉ cái sự dại dột mình mới nghĩ tới cái điều đó, chứ không bao giờ cả. Và chúng ta làm người cũng vậy. Cái điều này sư cô lặp lại rất là nhiều lần đó, là chúng ta làm người cũng vậy. Chúng ta không có gì để mặc cảm cả. Cái phước báo làm người cực kỳ lớn. Còn bây giờ giỏi hay dở, giàu hay nghèo, chúng ta đều hiểu rằng là do cái phước chúng ta tạo ra đó đủ hay là thiếu. Và khi nào chúng ta đủ phước thì tất cả những cái màn vô minh nó sẽ hạ xuống, và những cái năng lực nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sẽ hiển lộ ra thôi. Người tài nhiều lắm, người giỏi nhiều lắm, nhưng được có cái cơ hội để hiển lộ cái năng lực mình hay không đó, thì phải thêm một chữ phước mới hưởng lộ được. Còn không nó hiển lộ được. Cho nên có tài mà không có đủ phước đó, người ta trở thành cái người bất đắc chí rất nhiều. Mình làm chung trong một cái cơ quan như thế này đó, cái người nó kém hơn mình rõ ràng vậy mà đứng trên đầu này. Rồi nó là tìm mọi cách nó tận dụng cái khả năng của mình, và nó ăn cắp cái khả năng của mình để làm cái khả năng của nó. Là do mình thiếu cái gì? Mình thiếu phước. Cho nên chúng ta hiểu cái gì để khi mà mình có tài mà mình không được có cái điều kiện, gọi là không có đất để dụng võ, thì đó là do mình thiếu phước. Nhiều lần sư cô cũng nói rằng một trong những cái điểm mà để mình thiếu phước vậy á, là do đó khi mình giỏi mà người ta hỏi cái gì đó mình cũng không có nói hết, mình cũng chừa đi,
hoặc mình ghét ai á, mình nói cái đầu đúng cái sao mình quẹo qua một cái chơi để cho nó trật, thì mình không dè rằng đó, đó là những cái hậu quả mà mình làm thành những cái chướng ngại trên con đường phát triển về cái năng lực của mình. Cho nên chúng ta cứ làm cái điều thiện, chúng ta đi con đường chân chánh, chúng ta đi làm con đường lành, thì khi những cái màn vô minh nó rơi xuống thì những cái năng lực chúng ta hiện ra và cái phước báo chúng ta có đắc dụng rõ, chỉ có vậy thôi chứ không có gì cả. Mà chúng ta không ý thức được cái điều này thì chúng ta có đau khổ, chúng ta có trách móc, chúng ta có hờn quán, chúng ta có đổ thừa tại người này nó có thế lực, tại người này nó có tiền, nó mua chức, mua quan, cái dân đó là chuyện của người ta. Đó là chuyện của người ta. Còn cái chuyện của mình nó không được là do của mình. Cho mình không có đổ thừa cái đó mà mình thành công. Mình càng đổ thừa mình càng uất ức, mình càng bực bội, mình càng chê trách cái xã hội bất công, thì chỉ mang đến cái thiệt hại lớn cho mình mà thôi, chứ không có lợi ích gì cả. Đến về mặt tâm linh thì như vậy. Và trong cái thế giới của cái loài súc sinh này đó, là chúng ta thấy cũng có những cái loài súc sinh đó mà cái năng lực của nó là siêu phàm. Và kể cả cái thân thể của nó là cũng mà mình không hình dung ra nổi. Ví dụ như hôm nay còn một cái phần trong cái loài súc sinh mà chúng ta tìm tới đi học, đó là cái loại đại bàng, còn gọi là cái loại kim xí điểu, và trong cái tiếng Pali nó gọi là Garuda. Gọi là kim xí điểu. Hay còn gọi là đại bàng. Và hôm nay trong cái phần này đó thì chúng ta không có nói hết các cái loại đại bàng, mà chúng ta nói đến một cái loại đại bằng chúa. Thì đây là một cái loài chim, nó phải nói là loài chim khổng lồ. Và trong kinh có nói rằng là những cái loài chim này nó ở trong cái loại rừng, đặc biệt nó gọi là cái rừng gòn gai, là một cách nó ở trên cạn đó, ở trong cái rừng gòn gai. Gòn gai. Cái chữ này nó dịch mà xưa cổ rồi mình cũng không biết là cái cây gòn gai này nó là cái gì, nhưng mà nó là một cái rừng, gọi là cái rừng gòn gai. Và một cái loại nữa của cái loại mà đại bằng chúa này đó, thì nó một là nó sống trên cạn, vậy là hai là nó sống ở dưới một cái đáy biển, và cái biển này gọi là Siddhantara. Ở dưới cái đáy biển Siddhantara. Và đây là cái chỗ ở của cái loại mà kim xí điểu chúa. Và cái con kim xí điểu chúa này đó, nó cao á 150 do tuần. Một cái do tuần đó thì nó bằng 16 km. Mà chúng ta nhân cho 150 thì chúng ta thấy cái độ cao của nó mình không hình dung nổi. Bởi vậy cho nên khi cái loài kim xí điểu này mà nó vỗ cánh rồi nó bao đó, thì nó tạo nên dông bão. Dông bão là nó có phát sinh do cái lúc mà cái loài kim xí điểu này nó vỗ cánh. Cái dông bão đó, nó là một cái hiện tượng nó thuộc về khí hậu. Vậy thế, nó thuộc về khí hậu. Nhưng mà cái con chim này nó vỗ cánh thì nó lại làm biến đổi cái khí hậu đó thành dông bão. Vậy thế đó chị. Thành ra trong cái dông bão nó có hai phần. Mà quý vị ra theo dõi cái tin thời tiết đó, mà nhất là người ta chụp cái lúc bão đó, quý vị thấy nó chụp con mắt bão. Tức là cái vùng xoáy mạnh nhất đó mà mình nhìn vô mình thấy nó giống như nó có con mắt. Và cái khi mà gió bão nó khởi lên á, vì thấy không, đây là một cái sư cô nói thuộc về nguyên nhân nha, chứ không phải là đi chỉ duy cái thời tiết. Mà khi gió bão nó khởi lên như vậy thì quý vị bao giờ cũng thấy một cái thế giới mà mình sắp học đây đó, là cái thế giới của những cái phi nhân, tức là những cái chúng sinh không phải con người,
nó sẽ nương tựa vào trong đó để nó hoàn thành. Do đó quý vị ra Huế đó, ra ngoài Huế đó, quý vị thấy có một cái chỗ nó gọi là cái chỗ mà để mà nó làm cái chỗ là gọi là tế đàn Nam Giao. Tế đàn Nam Giao đó là cái khi mà mưa không thuận gió không hòa đó, thì vua với ban nghi lễ của triều đình, những cái vị quan lớn đó phải ra đó làm cái lễ tế đàn Nam Giao, đặt cầu cho mưa thuận gió hòa và cầu cho các cái vị phúc thần đó giúp đỡ làm sao cho mưa thuận gió hòa để dân đó mà mới tránh khỏi những cái vấn đề thương tai, thiên tai mà thuộc về bão lụt hạn hán, là cái tế đàn Nam Giao cầu của chuyện đó không có sai. Và ngày hôm nay đó, khi mà các cái nhà ngoại cảm mà giỏi giang đó, người ta thấy trước, người ta biết trước rằng 10 ngày nữa đó là tại cái vùng đó là cái gió bão nó xảy ra và có thể ảnh hưởng lớn cho mạng người, thì cái người đứng đầu làm quan lớn đứng đầu đó là phải trai tịnh để mà cầu nguyện, và cũng giống như lập một cái tế đàn Nam Giao. Thì khi mà bão táp đi qua đó thì cái thiệt hại về con người giảm xuống, cái thiệt hại về tài sản giảm xuống, và cái thời gian gió bão đến đó, cuốn đi nhanh, chứ không phải không có đâu. Sư cô đi ra ngoài miền Trung mà sư cô nhớ cái chùa, sư cô có đến cái chùa đó là làm một cái tượng Quan Âm rất lớn, như chùa quên mất cái tên rồi, cái chỗ Đà Nẵng chùa Linh Ứng. Thì khi mà dựng cái sườn để mà làm cái nên cái tượng Phật đó, thì phải nói là chư thiên hiện ra rất nhiều. Chứ cô có luôn cái cuộn băng của thầy tặng đó, thầm đem về. Thì thầy có nói rằng khi mà từ lúc mà mình dựng được cái tượng Quan Âm đó rồi, bá tánh rồi với trong chùa rồi tới được cầu nguyện đó, thì gió bão đến thì đến nhanh, mà cái người mà thiệt hại về người đã giảm xuống rất rõ. Thì cái này là đúng chứ không đúng, không phải không đúng là bởi vì nó trà trộn. Những cái vong linh là nó bị oan khuất, những cái vị thần phẫn nộ thì nó sẽ đi trong cái gió bão đó, nó đẩy những cái lực đó. Vì thấy một con kim sĩ điểu mà khi nó vỗ cánh nó có thể làm nên gió này. Và cái này sư cô có nhớ kể cái lớp này nghe một lần. Cái năm đó là như năm 2008, thì Bà Rịa Vũng Tàu đó nó có một cái cơn bão mà có lốc. Thì cái điều mà sư cô cứ nhớ mãi như một cái ấn tượng đó, mình cứ nghĩ rằng là khi mà mình lọt cái mái tôn lên như thế này đó, là khi nó tóc một cái gì đó là nó văng cùng khắp hết, mình cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ có một phần thôi, còn một phần đó, quý vị nên nhớ rằng còn một phần đó nó làm như thế này. Ví dụ đây là một cái tấm tôn lớn của mình, khi nó rơi xuống ha, mình cứ nghĩ rằng nó tóc ra, nó xé cái miếng tôn này ra, không, nói vậy nè. Mình mở ra là cái tay mình dò nó đẹp chúng như thế nào á, thì cái miếng tôn nó như vậy. Mình không hiểu được tại sao mà nó bóp dính cái miếng tôn. Cho nên những cái hiện tượng mà gió bão đi ra đó, mình khảo sát nó có hai mặt. Một mặt nó thuần tí về vật chất đó, đó là cái sự vận động thuộc về cái khí hậu, thuộc về địa lý. Một mặt đó là nó có cái tâm linh nó nương tựa vào trong đó. Chứ không có đơn giản chút nào cả. Cho nên một cái ngôi chùa hoặc cái ngôi nhà mà mình ở đó, mà cái người ở trong nhà đó biết giữ cái tâm hiền lương là một. Cái thứ hai là biết tu tập giữ giới, và mình tụng niệm thường xuyên đó, thì khi những cái điều đó xảy ra có thể tránh được, chứ không phải bị 100%. Cho nên chúng ta không lạ là trên toàn thế giới này đó, khi bão táp xảy ra đó là có những cái bức tượng, có những cái tượng là nó vẫn còn đứng ở đó, không có cách gì ngã xuống được hết, tại vì nó có một cái thế lực che chở, nó bảo vệ, do có một cái thế lực bảo vệ.
Đó là cái vấn đề thiên liên về mặt tâm linh. Thì những cái loài mà nó sinh ra đó là cái thân thể nó to lớn dị thường đó, là chúng ta biết nó có phước báo lớn. Cho nên trong cái thức ăn mà những người ăn mặn đó, ăn cái con vật lớn chừng nào thì cái tánh linh nó với lại cái sự mà nhớ dai, cái thù hận của nó mạnh chừng đó. Cho nên là quý vị thấy trong cái luật của nhà Phật mà khi nói mình không ăn mồi 10 cái loại thịt động vật, trong đó có voi không ăn, các loại chó không ăn, chó rừng, chó nhà, chó gì cũng không ăn hết, thịt ngựa không ăn. Nhưng giờ thịt chó bày bán khắp nơi hết. Từ khi mình qua tới cái phần mà nghiệp mà nó trổ quả liền á, thì mình mới thấy là khi người ta đi bắt chó, người ta đi trộm chó, người ta giết chó là cái quả báo của nó trổ ra nhãn thì. Người ta giết trâu, giết bò là những cái con vật lớn. Còn con chó là một cái loại vật mà có thể nói là nó cực kỳ gần với con người. Có bao giờ mình nghĩ rằng là vì mình tiếc cái của mình thành chó không? Mình không nghĩ nhưng nó thành. Vì vậy nó rất là gần gũi với con người. Và trong kinh Phật có nói thế này: bất cứ con vật nào mà nó đến cái chỗ mình nó ở, hoặc là do mình sinh về, hoặc mình mua về, hoặc là ai tặng mình, hoặc là đương nhiên nó bỗng không nó chạy tới nó ở nhà mình, đều là quyến thuộc của mình cả. Hãy giết nó mà ăn đi rồi biết. Sở dĩ mà nói cái con kim xí điểu này đó mà nó có thể làm nên giông bão là bởi vì khi nó xòe cái cánh nó ra mà nó quạt như vậy đó, là nó 50 do tuần, thì quý vị cứ nhân một do tuần là 16 km, thì quý vị nhân nó ra, nó 50 do tuần là nó bao nhiêu km, thì quý vị thấy cái cánh nó xỏi ra cực kỳ lớn lao vậy và nó quạt. Mình thì khi thấy được khi một cái máy bay mà nó bắt đầu nó cất cánh mà cái quạt của nó là mình thấy kinh khủng rồi ha, nhưng chưa nghĩa lý gì hết. Bởi vì cái cánh quạt máy bay nó có mấy thứ thôi, cái quạt gió nó có mấy thứ thôi, còn cái này nó 50 do từ. Và cái đuôi á, cái đuôi của cái con kim xí điểu này nó tính từ cái phần đuôi nó ra thôi thì 60 do từ. Cái đuôi nó không, nó xòe cái đuôi ra. Và cái cổ của nó, cái cần cổ của nó không, nó là 30 do từ. Cần cổ là 30 do từ. Còn cái mỏ của con chim nó là 9 do từ. Anh đâu quý vị thấy không, không phải cái con kim xí điểu chúa, mà con kim xí điểu thường đó, chúng ta hồi trước mà chúng ta hồi nhỏ chúng ta nghe cái chuyện thập sanh lý thâm đó, quý vị thấy không? Thì nói là có con chim đó, nó mới gấp công chúa đi vô trong cái hang đó, thì nó là loại kim xí điểu này, nhưng mà nó loại dân thường chứ không phải là nó là loại chúa. Thì cái chuyện mà nó gấp một cái người 60 kg rồi, cái chuyện nó nhẹ lắm, không có cái gì nặng nề nữa, thấy không? Giống như một con chim mà nó gấp một cái con cá nhỏ vậy, lớn vậy thì đâu nghĩa đến gì nữa. Cho nên hồi nhỏ mình nghe cái chuyện thập sanh lý thông đó, mình biết làm sao có cái con chim gì mà nó dùng cái mỏ nó mà nó gấp được công chúa mà nó đem vô cái hang, thì không biết cái con chim đó ra sao. Thì bây giờ nó là con chim đại bàng đây, quý vị thấy con chim đại bàng chúa mà cái mỏ nó 9 do tuần, thì 9 do tuần quý vị nhân cho 16 km đi, thì nó gấp tới cái gì nữa, chứ đừng có nói mà một người thì là cái chuyện quá dễ, không có gì khó hết. Chân nó thì nó dài 12 do tuần, chân của nó dài 12 do tuần, thì thấy nó cao không lường được. Khi mình học tới cái này đó, mình mới nghĩ rằng là sao mà nó ở trong cái loài bằng xanh mà nó lại có cái phước báo về cái tướng mạo cực kỳ như vậy. Thì chúng ta phải nghĩ ngay rằng đó, khi mà nó làm người đó, cái phước báo của người này cực lớn. Cái người này đó cũng ở vào cái loài chúa chứ không phải một người thường. Thì khi do người ta chết trong cái vô minh như vậy đó, nhưng mà cái lực của một cái vị chúa tể đó, nó vẫn còn hiển lộ, chưa có hết cái phước đó. Cho nên dẫu nó tái sanh đi bất cứ nơi nào thì những cái phước nó tạo dựng ra vẫn còn.
Cho nên chúng ta nhớ vậy, trên cái đường mà chúng ta còn luân hồi đó, thì tất cả những cái phước báo chúng ta tạo ra đó không có mất đi đâu. Nhưng mà cái mà chúng ta phải cố ý làm cho mất đó là tất cả những cái sự bất hạnh của chúng ta đó, chúng ta phải làm cho nó mất đi nhanh chừng nào tốt chừng đó. Là bởi vì trong cái luật của nhân quả đó, khi chúng ta làm phước hay chúng ta làm tội đó thì nó cứ trổ hoài, lặp đi lặp lại nó trổ hoài. Vì chúng ta đã hiểu cái luật của nó rồi. Khi mà trong cái động tác này khi nó tạo tác á, thì chúng ta nhớ nhé, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, thấy không? Thì mình đâu có buồn một giây đâu, mình đâu có hận một giây đâu, mình đâu có khổ một giây đâu, thấy không? Nó tính theo phút, theo giờ, theo năm, theo tháng mà. Thì quý vị sẽ thấy những cái quả thiện cũng như bất thiện nó cứ lặp đi lặp lại. Mà nếu như mình để những cái đau buồn đó nó cứ kéo dài trong cái thời gian 1 phút, 2 phút, 10 phút, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, nó cứ tái đi tái lặp lại vài, thì cái đó là mình tự giết mình. Từ khi nó trổ xanh, nó cũng trổ xanh y như vậy. Cho nên khi nó trổ xanh là quả phước thiện á, thì chúng ta thấy như vậy. Ví dụ bây giờ mình hưởng được cái phước giàu sang phú quý này, thì cũng giống như mình nói rằng là đến cái mùa này đó là xoài của mình hái vô được 10 cái cần xé. Thì có 10 cần xé này, đầu tiên thì coi như mình đem ít lên cúng Phật. Từ cái chỗ nào cúng chùa thì cúng chùa, cái chỗ nào chia cho cha mẹ, ông bà, anh em thì chia, cái nào chia lối xóm thì chia, chia hết đi. Thì cái đó là mình gieo trồng lại những cái hạt giống, gì thấy rõ chưa? Hoặc là mình gầy ra mình trồng trở lại, thì với những cái phước thiện nó trổ xanh, nó đem an vui hạnh phúc của mình. Mình cứ nhìn cái phước mình được hưởng đó thì mình nhân rộng nó ra, tức là mình muốn cho nó trổ xanh nhiều hơn. Còn đối với sự bất hạnh của mình đó thì đừng có để lặp đi lặp lại, tức là chúng ta phải cho nó qua đi cho nhanh, và chúng ta làm cho nó mất dạng đi mới được, bằng cách là chúng ta không lặp lại nữa. Nhưng mà cái khổ của mình nó nằm ở cái chỗ đó là do si ám nó che. Cho nên á, ai mà làm cho mình tức á, mình cứ tức hoài. Quý vị hiểu cái này chưa? Bởi vì đó, trong cái luật của tâm linh á, khi mà cái vòng quay này nó quay, nó có cái si, cho nên nó cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại. Thành ra chúng ta ý thức ra cái điều đó để chúng ta không cho phép nó phát sanh tiếp theo. Cho nên cái quả thiện thì chúng ta gieo trồng tiếp. Còn cái gì mà thuộc về đau khổ đời chúng ta đừng nhân rộng ra. Nhưng mà chúng ta có cái thói quen nhân rộng như thế này. Cái thói quen nhân rộng thứ nhất á là chúng ta đi kể lễ tùm lum hết. Giống như á là mình đã bị phun mực đen rồi thì bây giờ mình đi tới đâu là nhuộm đen tới đó. Mà nó còn kinh khủng vậy. Mình khổ, mình khóc sướt mướt rồi mà mình kể người khác nó không khóc là không chơi. Ai đâu mà chuyện mình khổ gần chết, mình nước mắt vắng, nước mắt dài, mà cái mặt nó dòm thấy tỉnh bơ rồi sao là mình nói chuyện được. Cái người nó không đồng cảm chút nào cả. Phải cái người nào mà nó ôm mình, nó khóc y chang như vậy đó, mình mới thấy xúc động nhiều, mới thương cái người đó nhiều hơn. Bởi vì mình ngu nó còn ngu hơn, nó thương nó, vậy đó. Quý vị thấy nó đi rải không? Nó gieo rắc những cái pháp xấu, nó lan rộng rồi. Để làm chi? Để rồi đó là mới cùng nhau nhắc tới nhắc lui hoài, thì nó bôi bẩn người này, bôi bẩn người kia, bôi bẩn hoài. Rồi có khi đó, nó còn khủng khiếp hơn nữa, là cái người nào mà bị mình kể cho nó nghe đó, rồi nó khóc đã, rồi nó tức quá, nó tức còn hơn mình tức nữa, cho nên xúi mình đó làm những cái điều mà mình không thể tưởng tượng được. Rồi nó còn đi kích động những người khác đó là phải giúp mình như vậy, rồi nó làm thành một cái đám đó mới là làm biết bao nhiêu chuyện. Mà cái này á, đàn bà thì nói nhiều hơn, nhưng đàn ông nó hành xử nha. Cho nên quý vị thấy cái tuổi trẻ không? Đi vô trong cái quán mà thấy cái mặt này thằng dễ ghét, nó quánh. Thì thằng này quánh rồi thì một đám quánh hết ra. Rồi khi mà nó quánh ăn quánh thua gì đó thì nó chạy ra ngoài rồi đó, nó nói với những người bạn gái nó alo, tụi nó đông quá, tụi nó đang là coi như chèn ép tụi mình,
nó quậy tụi tao không còn cái gì hết đó. Mày tới đây là giá nào mà cũng tới. Vì thế là người ta rải ra không? Cái ác nghiệp người ta rải ra như là người ta đã rải thuốc độc. Và cái độc dược này đó, nó ngấm vào trong cái người khác luôn. Đó là một cái cách mà người ta gọi là người ta phóng độc dược ra ngoài và làm cho nó tăng hơn. Nhưng người ta nghĩ là giảm. Mà tại sao vậy? Là vì mình gieo cái chất độc cho người khác, mình thấy người ta cũng khóc như mình, là thấy nó khỏe khỏe một chút. Chưa? Thì đó là cái cách mà. Cho nên là khi sư cô giảng về tâm sân á, sư cô nói là cái tâm sân nó có vị ngọt của nó, là nó nằm ở cái chỗ đó. Là vì sao vậy? Là vì khi những người này họ cũng khóc, họ cũng hận như mình á, thì có nghĩa họ sẽ phóng cái mũi dùi vào cái nguyên nhân trực tiếp nào mà nó gây đau khổ cho mình. Thì hiểu chưa? Mình bắn một mũi tên chưa đủ, phải cho rất nhiều người đó cùng bắn cái mũi tên vào trong đó. Nó là cái sự hả hê của tâm sân. Và đây á là cái niềm vui của ma dương, niềm vui của ác quỷ trong tâm của chúng ta mà chúng ta không nhận ra. Và một con đường thứ hai đó là cái con đường nó cho thuốc độc đó ngâm tẩm ở trong cái thân và trong cái tâm của mình. Tức là nó cứ buồn hoài giải không được, càng nhớ càng buồn, càng nhớ càng khổ, càng nhớ càng đau. Và cái nước mắt nó không chảy ra ngoài nữa mà nuốt vào bên trong. Và nó đi như vậy không biết bao nhiêu kiếp. Và tất cả những cái đó chỉ làm cho tổn hại cái huệ mạng của mình. Và nó che khuất không biết bao nhiêu những cái tốt đẹp của mình á. Bây giờ giống như mình có cái đồ tốt mà cứ dục dẻ rách lên mà trùm nó lại thôi. Bây giờ người ta muốn tìm cái đồ tốt mà người ta không nghĩ nó nằm ở dưới cái đống dẻ rách. Tất cả những cái năng lực của mình đó, nó bị chôn vùi trong cái đống dẻ rách đó hết. Bởi vì nó chỉ có nước mắt, chỉ có khổ đau, chỉ có thù hận, chỉ có trách móc, đó là cái đống dẻ rách mà mình phủ xuống cái đời của mình mà mình không nghĩ ra, không hiểu ra rằng cái đó là cái con đường đi để mình tăng lên những sự bất hạnh của đời mình. Cho nên người ta gieo cái bất hạnh xuống trong đời mình á, người ta gieo ít mà mình nhân giống ra cho mình thì rất nhiều. Hai cách nhân giống của mình, quý vị thấy không? Rải trong đất người ta và làm cho chật cái đất nhà mình. Đó là cái chuyện ngu xuẩn của mình mà mình phải biết ra để không có làm cái điều này. Khi chúng ta là còn phàm phu đó thì chúng ta có nóng giận không tránh khỏi được, và chúng ta có thù hận không tránh khỏi được, chúng ta có trách móc không thể tránh khỏi được, có cằn nhằn cẳng nhẵn đủ của mọi thứ có. Nhưng chúng ta sau khi mà đã trong cái lúc mà nó đẩy lên cực điểm mà chúng ta đã thể hiện ra rồi đó, thì chúng ta phải thấy ngay. Và khi thấy ngay rồi chúng ta cắt, và chúng ta nguyện cắt. Và như vậy nó sẽ giảm xuống một chút, rồi nó lại tăng lên, nó giảm xuống, nó tăng lên. Nhưng cái lực nó có yếu. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta phải hành xử dài dài. Mặc dù chúng ta biết, nhưng cái lực nó mạnh nó cứ đi lên. Nhưng chúng ta cắt cơn nó, chúng ta cắt cơn nó, chúng ta cắt cơn nó. Đó là cái việc mà chúng ta phải làm. Thì như vậy dần dần đó, những cái hạt giống xấu đó chúng ta không có phóng ra bên ngoài để gieo nữa. Và chúng ta không có gieo xuống cho chật cái đất nội tâm của chúng ta, thì nó phải teo tóp lần, và chúng ta cắt nó lần, băm nhỏ nó lần, thì từ từ nó sẽ biến mất. Cho nên đó là hai con đường chúng ta phải nhìn thấy. Tất cả những cái phước thiện chúng ta hãy nhân giống ra, còn tất cả những cái khổ đau chúng ta đừng phóng ra ngoài, cũng đừng gieo chật trong cái nội tâm của mình, mà chúng ta phải làm cho nó khô héo đi. Thì đó là cái con đường mà mình giúp mình đó, mỗi ngày đó, một sáng ra, mỗi ngày nó càng mở ra. Cho nên đây là một cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà nói để cho quý vị thấy. Có những người đó, họ ở nhà đó, họ ẻo tới ẻo lui vậy mà cái đầu nó cứ mù mù mờ mờ. Nhưng mà vô chùa đó thì làm cái này làm cái kia nọ thì lại thấy đó, nó đỡ hơn.
nó đỡ mù mù mờ mờ hơn, mà cái cơ thể đỡ ẻo ẻo hơn. Tại sao vậy? Vì nó có phước. Mà cái phước đó nó không phải cái chỗ sanh tức thời mà có được đâu, nhưng mà nó có phước tức thời, nó nhờ ở cái chỗ này. Là vì không có cái chỗ nào mà nó có nhiều ma bằng trong chùa cả. Quý vị sợ ma chứ ở nhà nó ít ma, mà chùa nó ma nhiều hơn. Tại vì thờ cái cửu huyền đó, vậy không? Nhưng mà những con ma trong này, con ma biết làm phước, cho nên khi mình vô đó là nó mới nương vô cái lực của mình, để nó cũng công quả với mình. Do đó mình mới hưởng cái phước ngay. Là ở nhà nuốt không vô, đồ ăn thức uống quá trời ngon nó nuốt không vô, mà vô trong chùa chả có cái gì ăn mà nó ăn được, là do nhờ cái phước nó trổ sanh liền. Có một cô đó, cô mới nói: trời ơi, tưởng đâu lên ở trên cái chỗ đèo chuối của sư cô có cái món ngon vật lạ gì, ai về sư cô cho ăn thịt cọp không à. Là vì buổi sáng đâu có cái gì ăn, thì sư cô chiên cơm nguội mà muối bọt nó không có, cho nên bỏ muối hột vô thì nó đâu có tan. Thành ra khi mà cổ cắn cái cọp nó mặn quá trời, cổ nói: trời, cái gì sư cô? Tôi nói: thì muối hột. Thì cổ nói: xong mà sư cô không muốn ăn, cho ấy nó ra. Tôi nói: ấy đâu ra, giờ đâu nữa mà ấy nó ra, thì trúng chỗ nào cắn cái cọp chỗ đó thì mình ăn cơm với thịt cọp cũng được thôi. Nhưng mà cổ cứ nói là về nhà cứ nhớ mãi cái cơm thịt cọp đó, bởi vì không biết tại sao mà nó ngon quá, chắc không có cái gì ăn, cho nên sáng ngủ dậy ăn nó thấy ngon quá. Nhưng mà cậu đâu biết cái vấn đề tâm linh. Cho nên cái lực đó nó là một cái năng lượng, có gì không? Khi mình có cái năng lượng lầm vô nó thì cái người mình nó không ẻo ẻo, chỉ có vậy thôi. Còn khi cái năng lượng xấu nó ở trong người mình á, thì mình ăn vẫn được, là mình ngủ vẫn được, nhưng mà nó ẻo ẻo ẻo. Rồi đến cái giai đoạn mà nó ăn cũng ít, mà nó ngủ cũng không được, mà nó ẻo 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 hoài đó, là bởi vì cái năng lượng xấu nó nhiều quá, chỉ có vậy thôi. Thành ra khi người ta làm điều lành thì cái năng lượng nó phát sáng. Nó phát sáng lạ lắm. Mình cứ kiểm điểm lại thì mình thấy là cái chuyện này nó đúng một cái sự thật. Đó, thì chúng ta thấy là sanh ra làm xuất sanh không phải là điều tốt. Cho nên đừng bao giờ mơ ước, cũng đừng bao giờ thề thốt là cái chuyện mình sẽ làm súc sanh để thế này, thế này, thế này. Tất cả những cái điều đó không nên nghĩ tới. Mà mình thương cái con vật đi nữa, mình quý một cái con vật đi nữa, thì đừng bao giờ nói rằng đó là nó hơn con người cả. Những cái phán đoán sai đó nó sẽ đưa đến cho mình một cái hệ quả, là mình sẽ sống trong cái thế giới đó để mình chiêm nghiệm rằng đó là cái loài vật đó nó có hơn con người không. Chừng nào mà mình xác định được rằng đó cái phước báo của con người bao giờ cũng lớn lên lớn hơn cái loài vật, thì mình sẽ được trở về cái thế giới loài người, còn không sẽ mang kiếp của súc sanh. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai, đó là cái phần của quỷ khổ. Trong cái cõi khổ đó mình có súc sanh rồi, mình có súc sanh rồi, bây giờ mình tới quỷ khổ. A là súc sanh, B Peti Visaya Peta. Thường thường đó, trong kinh điển người ta không tách cái này ra, nhưng mà sư cô tách ra để cho quý vị thấy. Trong cái quỷ khổ này đó, chúng ta chia ra làm hai loại. Một cái loại là ma, và một cái loại là quỷ đói. Quỷ đói còn gọi là ngạ quỷ. Hai cái này là một. Mà thôi hôm nay mình về sớm bữa đi cho nó vui. Học trò đi học không có gì vui bằng thầy nghỉ. Rồi cái thứ hai là cho về sớm nữa thì nó vui thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của Phật tử thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong một ngày nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ.
Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ. Cầu cho tất cả những cái phước thiện và phước trí của toàn thể hội chúng đều được trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa cư yên hàng ngày, ngự nơi trần tháp xưa nay, những nơi kiệt thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi học về, sẽ dùng pháp khí tiến về cung chân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn náu phước hằng hạ xa, thì cô chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam trinh nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vốn loại không lường, mãn thai thâm hoa khi hương pháp lành, giải thoát các bảo nên hành, cảnh mà dứt khổ truyền quanh loa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp tiện tri thức các ngài mở mang, Phật tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hòa nhau, lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tâm hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Hồi hướng sao trời pháp, chiêu thiên trong tình xa nơi đền tháp bồ đề, hoặc chú sư đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tình xa này, thì theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc, thai sinh cùng mãn sinh, pháp sinh hóa sinh chúng, cho duyên pháp cao thượng dẫn lên chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được thiên hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh tội nhuận, mẹ cha thầy tổ thân nhân
hồi hướng quy phục. Di Đà Mô Na Di Đà Mô Tu Su Khi Ta Bù Nha Tha Yô Di Đà Mô Na Di Đà Mô Tu Su Khi Ta Bù Nha Tha Yô Di Đà Mô Na Di Đà Mô Tu Su Khi Ta Bù Nha Tha Yô Di Đà Mô Na Di Đà Mô Tu Su Khi Ta Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp chuyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngũ